rộng quá. Đây nó nằm ngay trung tâm luôn nha mọi người. Đây nè, đây nó có cảm biến, nó mình đụng là nó bay lên, đụng là nó bay lên. Đây, rất là mát. Tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ngàn Gỗ Vlog nha. Ê cha, quên lột cái nón ra cái. Hay, mắc lịch sử quá. Đây wow. Mới hớt tóc luôn. Thì ngày hôm nay Huy đang có mặt ở tại Đồng Tháp mọi người. Hôm nay thì Huy về đây Huy làm show. Sẵn tiện cái mùa nước nổi ở quê nè mọi người. Đây nè. Đó, mọi người thấy đẹp không? Thường á là những cái tháng trước á là người ta trồng lúa nha mọi người. Đó, còn bây giờ là cái mùa nước lên rồi á, cho nên là người ta đăng mấy cái giớn đó. Đúng không? Nhìn kìa. Chim đồ quá trời luôn, cò quá trời luôn. Thì ngày hôm nay Huy về đây. Ngoài việc làm show thì Huy cũng có mua một con vạc mọi người. Để nướng cũng như là trải nghiệm cái món ăn mới, cũng như là chuyển tải cho mọi người cùng xem. Ok, thì bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Và nếu như mọi người yêu mến Huy thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho Huy nha. Ok, thì bây giờ Huy sẽ tranh thủ Huy lấy ra con vạc ra mà mình chuẩn bị nướng cho mọi người. Tại vì cái khâu mà làm YouTube nó không có cho. Với lại ở cái tỉnh thành này Đồng Tháp á, là người ta không có cho mà bán những cái con chim cò gì hết trơn mọi người. Tại vì nó là đồ rừng. Với lại là người ta sợ bị bắt không mọi người. Ở đây là vườn gần vườn quốc gia, cho nên là người ta rất là sợ bị bắt. Thì Huy mua cái con này là người ta đã làm rồi. Ok, thì bây giờ Huy sẽ lấy ra và cũng như là gom củi ở đây nè mọi người. Đây nè. Cảnh ở đây thì rất là hữu tình luôn, rất là mát mẻ. Đây đó, thì bây giờ Huy sẽ lấy ra gom củi lại và bập bùm nó nha mọi người. Đó, ngày hôm nay thì Huy sẽ làm món vạc nướng mọi nha mọi người. Thì sẽ chấm với lại muối Tây Ninh. Ok, thì bây giờ mình tranh thủ mình làm thôi. Trời, Huy vừa mới thấy cái con ếch bị lớn này nè. Rồi nó nhảy. Đây. Đây nha mọi người. Đây là con vạc. Nó gần như là nó bự như con gà vậy đó. Đây nè. Đó. Nè. Nhìn trông rất là tuyệt vời luôn ha. Ok, thì bây giờ Huy sẽ kiếm cái cây á mọi người. Xiên nó rồi bập bùm nha mọi người. Thì Huy định làm ở đây nè mọi người, định quay ở đây nè. Nhưng mà có chủ đất á tỏ cái thái độ khó chịu. Thì mình không phải là dân địa phương ở đây, cho nên là không có muốn để làm khó người ta, mất công có chuyện tùm lum lẹ chứ. Thì bây giờ Huy sẽ di chuyển, Huy kiếm ở chỗ khác rồi Huy sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người. Hiện tại là Huy đang có mặt ở bên cái điểm mới nha. Ở bên này thì nó cũng không
khác gì so với cái điểm đầu tiên. Đây, cá thì mình thấy quá trời cá luôn, quá trời cá đồng luôn nha mọi người. Quần. Đây, chim cò thì rất là nhiều, ở bên trên thì rất là nhiều chim nó kêu luôn. Ok, thì bây giờ Huy sẽ tranh thủ Huy kiếm củi mà mình bập bùm thôi mọi người, chứ để nãy giờ cũng hơi lâu rồi. Ok, nãy giờ Huy cũng xỏ cái con bạc xong rồi mọi người, thì bây giờ sẽ bập bùm thôi. Trời ơi, công nhận anh Hiếu đỏ đen, nhìn nó đen hơn anh Hiếu. Quay cái con dợp nè, con vạc nè mọi người, nhìn nè. Wow, nhìn nè, hấp dẫn không? Thịt nó chảy mỡ nè. Ôi má ơi. Ngon. Cái này mình không có lửa than á mọi người, nên là nướng nó không có được vàng. Mới là mấy cái cây này ở cây trong rừng mà tối quá trời tối. Cái này không có than mọi người, cho nên là mình nướng nó không có được vàng. Với lại cái loại cây này á, nó khói nhiều lắm, nó mà tắt cái là khói quá trời khói luôn á. Cái con này á mình không có để than mọi người, nướng lửa sống luôn á, tại vì nó còn than á là nó tắt lửa là nó khói dữ lắm, khói mà chịu không được luôn á. Hàng gì là nướng cái con vạc này nhìn nó đen thui. Đây mọi người, trên tay Huy đang cầm là một con Flycam Mavic Mini. Con này nó có thể bay là chiều cao là 500m, tầm xa là 4 cây. Đây, ok, thì Huy về đây đi show cũng như là về đây quay những cái dùng sông nước như thế này nè, để về sau này Huy sẽ up cho mọi người xem. Thì tại hiện tại là Huy đau cái video ở bên mã cái iPhone á, về không được mọi người. Nếu mà được á, thì Huy sẽ ghép cho video cho mọi người xem, nhưng mà thực tế là ghép không được, cho nên là về nhờ cao nhân chỉ cho Huy thôi. Ok, thì bây giờ Huy sẽ bay test thử và bay thử cho mọi người xem nha. Ok, thì bây giờ Huy sẽ khởi động nè.
đây nó nằm ngay trung tâm luôn nha mọi người. Đây nè, đây nó có cảm biến đó, mình đụng là nó bay lên, đụng là nó bay lên. Đây rất là mát đây nè mọi người. Nãy giờ thì Huy cho nó bay đi ra ngoài kia, bay ra ngoài cánh đồng ngoài đó đó mọi người, đó cánh đồng nước lên á, cho quay mấy người mà họ đi giăng lưới bắt cá mọi người, đẩy cá đẩy lưới á. Đây giờ em nó về rồi, đây Playcam Mavic Mini mát lắm mọi người. Đây nè, ồ mát kinh khủng luôn á. Ok thì bây giờ sẽ hạ em nó xuống rồi mình chiến con vạc nha mọi người. Má ơi nó thơm. Đây nha mọi người, đây là chiến lợi phẩm cũng như là thành quả mà nãy giờ Huy cũng như là tất cả mọi người mong đợi đây. Nhưng mà có cái là nó hơi đen, nó đen nhìn hiếu vậy mọi người. Ok thì bây giờ mình gác máy xuống và mình cùng thưởng thức rồi mọi người. Chứ sáng giờ đói quá trời rồi, bây giờ là 12 giờ rồi mọi người. Ok, sau 10 phút mong chờ thì đây là thành quả của Huy cũng như là tất cả mọi người. Mình đã cùng nhau chờ cũng như là chịu đựng chờ để cho em nó chín để mà thưởng thức. Ok thì bây giờ Huy sẽ cùng mời tất cả mọi người cùng dùng chung với Huy cái con vạc này nha. Đây, đây là một cái món không thể thiếu khi mà đi đường, khi mà làm vlog. Đây, Huy có đem theo một cái hũ muối ớt Tây Ninh nè mọi người. Ok, chỉ có cái là thiếu một cái là không có lại đem dao với lại đem chanh thôi. Cái mùi nó thơm nồng nặc luôn á. Ôi trời, hết nó gãy chân rồi mọi người. Chà. Ok thì bây giờ Huy mời tất cả mọi người cùng dùng chung với Huy nha. Đây, ngồi ở đây, ở trong này, ở ngoài này, dưới này là xong á mọi người. Với lại trên này á, nó không có cái chỗ để cho mình ngồi, cũng không có gì lót để ngồi hết trơn á. Mặc cái đồ này thì không có dám ngồi, ngồi sợ nó dơ hết luôn á. Đây nè, Huy mời tất cả mọi người cùng dùng chung cái đùi nha. Đây, thì nó hơi khét khét đen đen giống anh Hiếu. Ok, mời tất cả mọi người, mời anh Hiếu đi nha anh Hiếu ơi. Ôi trời, thịt con này nó ngọt mọi người ơi, nó ngọt, nó ngọt hơn con cò nữa. Ngon tuyệt vời. Xé thêm miếng nữa. Ồ cái con này nó ngọt gì đâu á má ơi, ngon. Cái nào khét bỏ, ăn cái phần thịt thôi. Ngon. Ngồi ở đây không có được ngồi thoải mái mọi người. Ở ngoài đồng ngồi không có được chầm hổm. Ngồi nè, ngồi mỗi chân chết luôn. Mời cả mọi người nha. Thịt cái con này nó ngọt nha. Hồi nãy là Huy ngồi đằng kia. Lúc đầu á thì kiếm cái chỗ để mà chảy xuống mình ngồi với lại cũng như là nướng á mọi người. Thì cái ông chủ đất á, ông hỏi các cớ. Bỏ mình đâu phải dân địa phương ở đây đâu mà ông lại ông hỏi là: "Anh ơi, cái lộ này anh biết khi nào làm không?" Trời. Ủa Huy mới hỏi là: "Anh phải là dân địa phương này không?" Nó ừ. Tự nhiên nói vậy thôi. Rồi cái mặt nhìn thấy cưng lắm, nói chung là không muốn diễn tả. Sao mà đi chống nạnh. Mình thấy là thôi, mình cũng đi xíu xa mình làm show cho nên là mình cũng không muốn gây thù chuốc oán cũng như là thôi người ta nói gì kệ người ta. Mình đứng ở trên đất người ta cho nên là Huy quyết định Huy đi ra chỗ khác cũng như là lại cái chỗ này nè, quay để cho mọi người cùng xem. Giờ mình xé vô tới cái phần thịt trong nha mọi người. Ngon.
đây. Mời tất cả mọi người nha. Ôi, quả. Cái thịt nó ngọt mọi người. Nó ngọt hơn con cò. Với lại con gì? Con mềm bẹp hơn trước anh Hiếu cho mình ăn á. Ngọt hơn luôn. Cái cây này á nó bị khét mọi người, cho nên là cái phần da mình không ăn được, chỉ ăn cái phần thịt thôi, ăn được cái phần ngoài, bỏ phần trong. Đây, mời tất cả mọi người nha. Hôm qua thì đi xuống đây tối quá, không có kịp quay mọi người. Với lại hôm qua Huy hỗ trợ chạy hai cái tiệc cho thằng em á, đi hát tiếp nó, cho nên là không có thời gian quay up tiếp cho mọi người xem. Thì hôm nay rảnh rảnh buổi trưa này đi quay cho mọi người xem, cũng như là cho mọi người chiêm ngưỡng những cái không gian ở miền Tây, mà cái mùa nước lên của những cái đồng ruộng ở những cái tỉnh thành là giống như Đồng Tháp, An Giang này nọ các thứ. Thường á là những cái tháng trồng lúa là ở đây là lúa, xong rồi là tới tháng nước lên là họ là đặt vớn mọi người, họ đăng cá này nọ các thứ. Ui, thịt nó nằm mọi người nhìn nó săn chắc. Ui, nó ngon. Tuyệt vời. Đây, xin mời tất cả mọi người nha. Con này đúng ngon, nó ngon hơn con gà, ngon hơn con vịt. Con này hồi sáng Huy mua là nửa ký nha mọi người, nửa ký là nó bự lắm á, chứ không phải là nhỏ đâu. Ở ngoài sau lưng của Huy nè, tới giờ dài bên kia luôn, nguyên khu vực này luôn là nó là đồng ruộng, nhưng mà tháng này là người ta đặt cá, giăng lưới này nọ các thứ. Chim cò rồi nó xuống nó ăn quá trời, nó ăn cơm ăn cá mọi người. Ở bên ngoài thì thấy mới đẹp. Ui nè, ui đụng cái cánh nó bị khét. Ui này nãy nướng cháy luôn. Mời tất cả mọi người nha. Ngon, tuyệt vời. Ok. Thì Huy về đây là mục đích là làm show mọi người. Thì bây giờ Huy cũng tranh thủ Huy về để soạn kịch bản để chiều nay Huy hát á mọi người, cũng như là làm tiệc MC đám cưới á. Thì về còn nhà tranh thủ tắm rửa rồi soạn đồ này nọ các thứ. Ok, thì clip đến đây cũng đã dài rồi mọi người. Thì ngày hôm nay thì Huy cũng muốn chuyển tải đến mọi người cái cuộc sống, cũng như là những cái cánh đồng mà khi mà cái mùa nước lên đó mọi người, tháng 9, tháng 10 á, cá rất là nhiều luôn. Tuy nhiên lần này sai sót có cái là Huy không có quay được cá cho mọi người xem. Có mượn cái lay cam của ông anh bay, nhưng mà bay thì nó nằm ở trong cái iPhone á, nhưng mà Huy không hiểu tại sao là chuyển file nó không được, gửi cái video qua cái điện thoại á, Huy gửi qua Zalo, tuy rằng quay có một phút mấy thôi nhưng mà gửi không được mọi người, rất là tiếc. Thì chiếc này về kêu anh ông chỉ, rồi Huy sẽ đăng lại những cái khoảnh khắc mà Huy bay cái lay cam á mọi người, những cái cánh đồng nè, rồi những cái mà hồi nãy thấy người ta đi giăng lưới á mọi người, với lại đẩy te đó, Huy sẽ up clip lên cho mọi người xem nha. Ok, thì bây giờ clip đến đây cũng đã dài rồi.
Thì nếu mọi người yêu mến Huy thì cho Huy xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Cũng đừng quên chia sẻ để cho bạn bè anh em cùng biết, cũng như là ủng hộ cho Huy trong những ngày sắp tới nha. Ok, thì bây giờ không biết nói gì hơn. Mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Ok, bye bye.